Lữ đoàn 2 nhảy dù và mặt trận Tây Nguyên. Từ 17 tháng 3 năm 72 tới 28 tháng 5 năm 72. Bắt đầu từ ngày 21 tháng Giêng năm 72, tin tức tình báo của ta đã ghi nhận được những biến chuyển của lực lượng của Cộng sản Bắc Việt tại Cao Nguyên do mặt trận B3, tư lệnh là tướng Hoàng Minh Thảo chỉ huy, gồm có sư đoàn 320 Bắc Việt, vừa di chuyển vào từ Thanh Hóa, sư đoàn 2 Bắc Việt, đơn vị cơ hữu F10 của mặt trận B3 và một trung đoàn chiến xa. Ngoài các đơn vị kể trên, Cộng sản còn điều động sư đoàn 3 Sao Vàng và các đơn vị địa phương tăng gia hoạt động tại vùng Duyên Hải tỉnh Bình Định và miền Nam quân khu 2 và sư đoàn 968 từ Hạ Lào vừa kéo sang làm thành phần trừ bị. Những mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công Cao Nguyên của Cộng sản Bắc Việt là Tân Cảnh, Đắc Tô, các căn cứ hỏa lực dọc theo dãy Rocket Ridge, thị trấn Kon Tum và Pleiku. Rocket Ridge là dãy núi có các cao điểm chạy dài từ Bắc xuống Nam, nằm dọc theo quốc lộ 14, kéo dài từ Tân Cảnh đến Kon Tum. Các đơn vị địa phương của Cộng sản thường tấn kích, khuấy rối nhằm mục đích đánh lạc hướng các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời hỗ trợ cho hai sư đoàn chính quy tấn công vào Kon Tum. Mọi cố gắng của Cộng sản Bắc Việt trong giai đoạn này là nhằm thực hiện cho được mưu đồ nhằm chia cắt Việt Nam Cộng Hòa ra làm hai phần. Khoảng đầu tháng 3 năm 72 và mỗi đêm từ Ben Head hướng về phương Bắc, người ta có thể nhìn thấy ánh đèn pha và nghe thấy tiếng động cơ nổ vang rền của đoàn cơ giới Cộng sản di chuyển về hướng Nam trên đường mòn Hồ Chí Minh bên Lào. Trong khi đó, tại vùng 2 chiến thuật, theo tài liệu tịch thu cho biết, sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt và trung đoàn 54 pháo đã xuất hiện tại vùng Tam Biên. Nhưng cố vấn trưởng của quân đoàn 2 là John Paul Van lúc ấy vẫn còn đặt nghi vấn. Khi biết tin sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt và trung đoàn 54 pháo binh đã xuất hiện tại vùng 3 biên giới vào đầu tháng 3 năm 72, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng Cộng hòa đã điều động lữ đoàn 2 nhảy dù tăng phái cho quân đoàn 2 nhằm hành quân tảo thanh Việt Cộng ở vùng phía tây Tân Cảnh. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù đến chân đóng tại làng Võ Định, cạnh quốc lộ 14, giữa khoảng Kon Tum và Đắc Tô. Các đơn vị trực thuộc được bố trí trên các cao điểm ở dãy núi Rocket Ridge về phía tây quốc lộ 14, với các căn cứ Alpha, Yankee, Charlie, Delta, Hotel, v.v. Vào ngày 15 tháng 3 năm 72, tiểu đoàn 1 nhảy dù được trực thăng vận đưa vào vùng hoạt động, thiết lập căn cứ Alpha phía bắc của Charlie, bảo vệ pháo đội A1 của đại úy Đặng Thành Tửu với 4 khẩu đội 105 ly. Vừa đáp xuống mục tiêu, tiểu đoàn 1 nhảy dù đã đụng mạnh với các lực lượng chính quy của Cộng sản Bắc Việt quanh căn cứ. Lực lượng địch gồm có: theo tin tức khai thác từ các tù binh Cộng sản, thì mặt trận quân khu 2 sẽ bùng nổ vào trung tuần tháng 3 năm 72. Nhưng Hà Nội đã ra lệnh cho tướng Hoàng Minh Thảo tấn công vào đầu tháng 4 năm 72 để phối hợp nhịp nhàng với các mặt trận khác tại quân đoàn 1 Quảng Trị và quân đoàn 3 Bình Long. Tướng Hoàng Minh Thảo sẽ sử dụng sư đoàn 2 của Cộng sản Bắc Việt đương đầu với các đơn vị của sư đoàn 22 bộ binh, cầm chân sư đoàn này tại Tân Cảnh để cho sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ tiến quân vào Kon Tum. Mặt trận B3, tư lệnh là tướng Hoàng Minh Thảo. Sư đoàn 320A gồm 3 trung đoàn 52, 64 và 48 di chuyển từ Thanh Hóa vào. Sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt gồm 2 trung đoàn 1 và 141. Sư đoàn 10 gồm có 4 trung đoàn bộ binh 24, 28, 66 và 95 do Nguyễn Mạnh Quân làm tư lệnh, Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy. Sư đoàn 968 làm thành phần dự bị với 3 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn đặc công 400, 1 trung đoàn chiến xa, 2 trung đoàn pháo binh và 6 tiểu đoàn pháo phòng không. Ngoài ra còn có sự tham gia của các lực lượng vũ trang tại địa phương. Tổng cộng quân số Cộng sản tham chiến khoảng 20.000 người. Lực lượng bạn. Để đối phó với tình thế, tướng Ngô Du đã sử dụng lữ đoàn 2 nhảy dù và các đơn vị tăng phái vừa được Bộ Tổng tham mưu tăng cường tiến chiếm dãy đồi phía tây sông Poco và thiết lập hai căn cứ hỏa lực mới là Charlie
và Delta để ngăn chặn sư đoàn 320 Cộng sản. Kế hoạch phối trí này rất tốt đẹp vào lúc ban đầu. Sư đoàn 22 bộ binh gồm 4 trung đoàn 40, 41, 42 và 47. Sư đoàn 23 bộ binh gồm 3 trung đoàn 44, 45 và 53. Lữ đoàn 2 nhảy dù với các tiểu đoàn 1, 2, 3, 7, 9, 11 do đại tá Trần Quốc Lịch chỉ huy lập vòng đai từ Tân Cảnh đến Võ Định. Tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù, đại đội 2 tiền sát nhảy dù và các đơn vị yểm trợ. Thiết đoàn 14 kỵ binh. Bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù tiền phương đóng tại Con Tum. Tiểu đoàn 5 bị động quân biên phòng tại Bên Hét để củng cố vững chắc đồn cửa ngõ đi vào lãnh thổ quân đoàn 2 và quân khu 2. Không đoàn 72, sư đoàn 2 không quân, Pleiku với một phi đoàn quan sát O1, O2, một phi đoàn cường kích AH1, hai phi đoàn và hai phi đội trực thăng võ trang UH1H. Trận đánh căn cứ Delta. Delta là một ngọn đồi nằm về hướng nam căn cứ Sạc Ly. Đây là ngọn núi cao nhất, nằm phía tây bắc thị xã Kon Tum. Trên đỉnh đồi cao 1049m, một bên là rừng già, dày dặc. Một bên là cánh rừng thưa, có thể dọn là một vị trí đóng quân với bãi đáp trực thăng được. Nơi đây, cộng quân đã thiết đặt một đơn vị phòng không do một tiểu đoàn của trung đoàn 3, sư đoàn 320 bố trí hệ thống chốt kiền bảo vệ. Do đó, địch quân thường gây khó khăn cho các phi vụ tiếp tế của Việt Nam Cộng Hòa từ Pleiku đến Tân Cảnh. Vì vậy, mà tướng Ngô Du đã trao giải thưởng 100.000 đồng cho đơn vị nào bắt được một tù binh của sư đoàn 320 tại vùng này. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù sau khi quan sát địa thế khu vực đã quyết định chọn nơi đây làm căn cứ Delta. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 72, sau những trận địa pháo và phi pháo vừa chấm dứt, địch quân chưa kịp hoàn hồn thì một đoàn trực thăng chuyển quân xả thấp sát đất, thả các thiên thần trinh sát 2 của Út Bạch Lan phóng xuống trận địa như những con diều hâu vồ mồi quanh vị trí Delta để săn lùng và tiêu diệt các chốt của đoàn 1, trung đoàn 3, sư đoàn 320. Cả đại đội vừa bắn vừa hô xung phong vang rền khắp núi rừng, khiến cho địch quân hoảng hốt đưa tay lên đầu hàng. Kẻ nào ngoan cố chống cự đã bị các chiến sĩ nhảy dù diệt gọn. Chỉ trong chớp nhoáng, các chiến sĩ trinh sát 2 của Trương Văn Út, danh hiệu truyền tin Út Bạch Lan, đã làm chủ tình hình. Nguyên toán tiền đồn của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, sư đoàn 320 đã bị tóm gọn không sót một móng. Đại đội 2 tiền sát nhảy dù đã bắt sống được 12 tù binh và lãnh tiền thưởng đầu tiên của tướng Ngô Du. Ngày 18 tháng 3 năm 72, tiểu đoàn 1, 3 của sư đoàn 320 phản công bao vây để dứt điểm đại đội 2 trinh sát. Út Bạch Lan, tức là đại đội trưởng của trinh sát 2 nhảy dù, đã không nao núng, điều quân phân tán mỏng để một toán nhỏ lừa địch, rồi đưa toàn bộ đại đội vòng ra bọc hậu, đánh thẳng vào bộ chỉ huy tiểu đoàn địch và tiêu diệt gọn tiểu đoàn 1, 3, 320, giết chết viên tiểu đoàn trưởng là đại úy Trương Hà. Sau đó, để phục thù, trung đoàn 3 tập trung quân còn lại bao vây trinh sát 2 và thề bắt sống Út Bạch Lan cho bằng được. Ngày 20 tháng 3 năm 72, tiểu đoàn 2 nhảy dù được trực thăng vận đổ quân xuống thiết lập và chiến đóng tại Sạc Ly, và từ Sạc Ly đánh bọc ngang hông trung đoàn 3 để cứu bổ, giải vây cho đại đội 2 trinh sát nhảy dù. Buổi chiều, tiểu đoàn 3 nhảy dù do thiếu tá Trần Văn Sơn làm tiểu đoàn trưởng vừa được không vận đến vùng hành quân, vừa được chỉ định chia quân chấn đóng tại căn cứ 5 và 6 ở về phía cực bắc của dãy núi Rocket Ridge. Bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng tại đồi Yên Ngựa về phía tây nam của căn cứ 5. Sau đó, tiểu đoàn 3 nhảy dù lập ngay cường điểm hỏa lực, một cứ điểm có nhiều súng cối tại đỉnh đồi 1338 phía tây nam căn cứ 5 để yểm trợ cho các đại đội hoạt động xung quanh cũng như tác xạ hỏa thập, ngăn chặn các cuộc chuyển quân của địch trên đường mòn Hồ Chí Minh gần đó. Chỉ huy cường điểm này do thiếu tá Trần Ba Ngôn, tiểu đoàn phó phụ trách và đại đội 33 bảo vệ an ninh.
đến ngày 23 tháng 3 năm 72, sau 3 ngày hỗn chiến với địch, vừa được tiểu đoàn 2 nhảy dù giải vây. Hai đơn vị nhảy dù đã dùng ngoại công nội kích với những chiến thuật thần kỳ tam mãnh. Mãnh đả, mãnh xung và mãnh truy đã phá nát trung đoàn 3, sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt. Sư đoàn được hỗn danh là Thép, giờ đây đã bị chảy ra thành nước. Tin chiến thắng bất ngờ này đã làm cho quân dân quân đoàn 2 phấn khởi. Trung tướng Ngô Du đã bay đến Delta để trao gắn các bậc đại úy tại mặt trận cùng đội ngũ đảng Bảo Quốc Huân chương cho Trương Văn Út và trao ngay 1.200.000 tiền thưởng đã bắt được 12 tù binh Cộng sản, cũng như thăng thưởng và ủy lạo cho tất cả các chiến sĩ nhảy dù tham chiến. Đại đội 2 trinh sát sau đó đã được bốc về Võ Định để nghỉ ngơi và tái trang bị. Trong khi đó, Cộng quân khởi sự trận địa pháo liên tục bằng các loại 107, 122 và 130mm vào các vị trí đóng quân của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, kể cả Tân Cảnh và Võ Định. Vào ngày 25 tháng 3 năm 72, tiểu đoàn 11 nhảy dù vừa từ Sài Gòn ra, được trực thăng vận vào Sạc Ly để thay thế tiểu đoàn 2 nhảy dù. Theo sự bố trí đội hình, đại úy Hùng Mập, đại đội trưởng đại đội 113 nhảy dù đóng quân phía bắc Sạc Ly 3 km gần chân đỉnh Giang Ki C1 ở cao độ trên 1.000m. Trung úy Thinh, đại đội trưởng đại đội 111 nhảy dù đóng tại C hay Sạc Ly bảo vệ địa điểm lấy nước và bãi đáp trực thăng. Đại úy Hùng Móm, đại đội trưởng 112 nhảy dù, đại úy Nho, đại đội trưởng 110, bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 114 của Trung úy Phan Cảnh Cho đóng tại C2, đỉnh cao phía nam cách Sạc Ly hơn 500 thước. Từ điểm cao C2 này, tiểu đoàn sử dụng để tiếp tế hay khi cần tăng viện một cách dễ dàng hơn. Tiểu đoàn 2 nhảy dù sau khi bàn giao căn cứ Sạc Ly cho tiểu đoàn 11 nhảy dù tiến về phía nam, nơi đã bắt tay với trinh sát 2 nhảy dù trước đây để thiết lập căn cứ Delta. Vào ngày 28 tháng 3 năm 72, trung đoàn 3 của sư đoàn 320 tấn công dò dẫm, tung đặc công xâm nhập vào Delta nhưng bị bẻo gãy. Các toán đặc công và tiền sát viên tiến vào quanh Delta đã bị bắt trọn ổ. Khai thác tù binh, quân ta biết được cộng quân sẽ dùng 2 trung đoàn còn lại của sư đoàn 320 để tấn công vào Delta. Tại Võ Định, bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù đã cho tiểu đoàn 9 và trinh sát 2 mở rộng các phạm vi hoạt động quanh căn cứ và phát giác ra các toán đặc công và tiền sát viên của địch ở phía bắc và nam của bộ chỉ huy lữ đoàn và đã diệt gọn. Bộ chỉ huy lữ đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn 2 nhảy dù phòng thủ cẩn thận và tiên liệu các mục tiêu tác xạ yểm trợ cận phòng cần thiết. Một cuộc đọ sức giữa tiểu đoàn 2 nhảy dù và đơn vị tinh nhuệ sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt sắp bắt đầu. Vào ngày 29 tháng 3 năm 72, cộng quân bắt đầu uy hiếp các tiền đồn xung quanh và pháo kích liên tục vào căn cứ Delta. Súng phòng không của địch cũng khởi sự làm khó khăn cho các chuyến tiếp tế và tản thương. Một trực thăng tiếp tế trúng đạn phòng không bị nổ tung, tất cả phi hành đoàn đều tử nạn. Kể từ đó, việc tiếp tế cho Delta bị gián đoạn. Vì ngoài tầm phản pháo của ta, nên nhảy dù đã tung các toán viễn thám của trinh sát 2 để hoạt động gài mìn Claymore và các bẫy lựu đạn, kết quả tốt đẹp. Các báo cáo xin yểm trợ bằng phi cơ chiến lược B-52 đều bị quân đoàn làm lơ. Việc sử dụng các đơn vị nhảy dù đóng đồn tại một địa điểm cố định như những đơn vị địa phương quân là hoàn toàn trái ngược với chiến thuật lưu động của các đơn vị tổng trừ bị. Mặc dù Bộ Tư lệnh Sư đoàn và Lữ đoàn nhảy dù đã khuyến cáo, nhưng quân đoàn vẫn không để ý đến. Ngày này, tiểu đoàn 9 nhảy dù được trực thăng vận đổ xuống, chấn đóng tại phi trường Phượng Hoàng để làm thành phần trừ bị, và tiểu đoàn 7 nhảy dù được đổ xuống chấn đóng tại căn cứ Hotel phía nam Delta để làm giảm áp lực của địch.